người ta có thể dùng một cái phác đồ rất là đỉnh cao là cho uống vaccine tiêm thẳng vào ổ dịch sau đó là người ta dùng cái tinazen này một mũi tiêm là tác dụng kéo dài 96 giờ vì 22,8% một cc này là cho 5 con gà tiêm 0,1 đến 0,2 cc cho một con và người ta cho uống cái dizin cốc để chống những cái bệnh là ký trùng máu và cầu trùng ghép hoặc là người ta có thể dùng cái mactilan pha lẫn với glucocalcinamin à, tiếp theo người ta có thể dùng một cái phác đồ dùng cái thuốc bột pha tim là một cái chất lông thế hệ mới nhất cái này hiện nay là đang trên 30 triệu một cân nếu mà loại tốt thì lên đến 39 triệu một cân tốt một trong những nguyên liệu đắt nhất cái này là kháng sinh thế hệ mới nếu một con heo một tạ thì một ngày chúng ta phải chữa là 30 nọ penicillin nếu mà chuyển sang ampicillin thì hết 50 nọ và phải tiêm 3 mũi penicillin phải tiêm 4 đến 5 mũi chuyển sang amoxicillin thì hết 20 nọ và tiêm 2 mũi nếu mà ở viễn dịch thì hai ngày tiêm 1 mũi chuyển sang cefalexin thì hết 10 nọ chuyển sang là septiofur là hết 5 nọ chiếm răng xếp lông thì chỉ hết có 0,1 gram thôi cái này là một kháng sinh thế mới rất là tốt chúng ta có thể dùng một cái phác đồ mà hiện nay người ta đang dùng rất là nhiều là dùng vaccine thẳng vào dịch sau đó dùng metocin 3 là một cặp rất là tốt thì chúng tôi cho cái thảo dược ở đây có thời kỳ là chúng tôi cho cả một cái gói thảo dược dài như thế này vào trong cái góc cái nọ thuốc này hoặc là một cái thuốc rất là đỉnh cao là có thể dùng cái 9B này chính là ở cái metocin này nhưng mà cái 9B này cái tá dược đó là dạng bột thì chúng tôi cho được rất nhiều cái chất khác vào chúng tôi cho cả mắc xôn thảo dược vào đây hay là có một công thức rất đặc biệt dùng cái sunfa Doxy này hiện nay ở trên thị trường thì không có công ty nào có cái sản phẩm là sunfa này cái anh chị đại lý thấy là cái điều này rất là rõ cho nên gà bị hen ghép cầu trùng là chúng ta có thể là cho uống sunfa Doxy này cái này là ok ngay thế và đặc biệt là những bệnh này ghép thì những cái kháng sinh phổ rộng như thế này để chúng ta chữa chúng ta mới yên tâm được sau khi chúng ta dùng vaccine các loại để chúng ta không chế rồi lúc đó chúng ta có vaccine ib và ind chúng ta dùng luôn có ABV dùng luôn có vaccine RT chúng ta cũng dùng luôn trong vòng 2 ngày và chúng ta kết hợp với cho uống thuốc bổ sau đó chúng ta dùng một cái kháng sinh phổ rộng để chữa bệnh kế phát kháng sinh ở đây thì nếu là bệnh kế phát do vi khuẩn thì chúng ta chữa luôn cái bệnh đó và nếu mà là bệnh do virus thì chúng ta chữa những bệnh kế phát khác thì chúng ta có thể dùng một cái kháng sinh đỉnh cao là cái tucin la này cái này chuyên tiêm cho hổ chỉ cần một mũi thôi voi hay là tê giác bị bệnh chỉ cần một mũi một mũi tiêm một cc là cho 60 cân tác dụng kéo dài là 14 ngày cái này lại pha loãng đi glucosamine được loãng với nước cất được loãng với lại nước ro được nhưng thì là nó, nó vô trùng cho nên là chúng ta phải tiêm cái thuốc với nước cất và cái này pha lẫn với sắt tiêm viêm đau xoang cho heo con lúc ba ngày tuổi khi pha loãng rồi thì vẫn có tác dụng phòng bệnh 6 ngày và cái này khi pha loãng với tỷ lệ một năm thì tiêm cho gà bị ORT ghép hay là bị nhiễm trùng huyết microma bị các bệnh do vi khuẩn và kế phát của các bệnh do virus thì pha theo tỷ lệ 1:5, 100 cc này pha với 500 cc glucosamine hoặc là 500 cc nước cất thì vẫn tiêm 1 cc cho 5 kg gà và một mũi tiêm vẫn có tác dụng điều trị trong vòng 5 đến 6 ngày. Cái thú vị của cái thuốc này là sau khi pha loãng ra thì vẫn còn tác dụng 5 đến 6 ngày, còn các thuốc khác ở trên thị trường nếu mà tác dụng một ngày tiêm một mũi và chúng ta pha loãng ra thì nó chỉ tác dụng 6 tiếng thôi. Nếu mà cái thuốc mà tác dụng 2 ngày chúng ta pha loãng ra để tiêm cho gà thì lúc đấy chỉ tác dụng 10 tiếng thôi. Nếu tác dụng 3 ngày chúng ta tiêm pha loãng ra thì tác dụng 12 tiếng đến 15 tiếng. Cho nên là không ai bắt gà một ngày hai lần để tiêm được. Nhưng cái thuốc này nó thú vị, nó là cái thuốc rất đặc biệt Vì một mũi tiêm của nó tác dụng 14 ngày cho nên nó loãng ra rồi Khoảng 5 lần rồi thì nó vẫn tác dụng 6 ngày Rất là đặc biệt Chúng ta tóm lại 5 bước để chữa bệnh CCRD hen gà khẹ vịt hiệu quả nhất Do các cái căn nguyên như là ORT này, Mycorrhizma này, số mũi truyền nhiễm này, sốt vẹt, tụ huyết trùng này, nhiễm trùng huyết này Do 6 căn nguyên vi khuẩn, do nấm này, và do 4 căn nguyên do virus Viên vi quản truyền nhiễm là IB này, viên anh quản truyền nhiễm, IRT này, Newcastle này Bước 1 là chúng ta phải xem lại cái bước vệ sinh mình Chúng ta đồng thời là vệ sinh sạch sẽ Và đồng thời là phun thuốc sát trùng luôn Bước 2 là phun thuốc trùng Bước 3 chúng ta dùng kháng sinh phổ rộng Để chúng ta cho uống định kỳ Phòng bệnh hơn chữa bệnh Ví dụ như Colin 1 đến 2, Magdoxy Bước 4 là chúng ta dùng hai lần vaccine LDV Hoặc là cái Avium Theo một cái lịch phòng bệnh chuẩn và tiêm một lần vaccine chủ M Đối với gà nuôi trên 60 ngày thì tiêm một lần vaccine nhũ dầu Là có 4 đến 5 bệnh ND, IB, IC và tuổi trùng và bước 5 là dùng các sinh phổ rộng như là 9B hoặc methoxin 3 hoặc là sunva năm 5 cộng 1 hoặc là tiêm tinangen hoặc là tiêm tucinara. Tiếp theo thì chúng ta có thể là chọn một cái phác đồ mà năm cái bước này chúng tôi hoạch định ra đây để chữa cái bệnh hen khép, khò khè, hen khẹp CCD hiệu quả nhất. Bước 1 là chúng ta dùng cái nano bạc. Nano bạc là một cái rất là mới, cái này là hiệu quả rất là cao vì cái bạc nó tăng cái tính thấm và nó loan rộng cho nên là diệt khuẩn rất là tốt và cái này chúng tôi cho cả dầu tràm cho cả dầu xả và một số cái thảo dược khác cho nên là mùi rất là thơm đặc biệt cho một số cái axit vào đây thì nó trung hòa cái ammoniac ở trong chuồng nó giảm cái nồng độ ammoniac đi phun cái này là chúng ta thấy kết quả chỉ cần sau 30 phút là khác rất là rõ rệt chúng ta cứ pha là một đến hai c cho một lít nước phun được khoảng 20 mươi mét vuông chuồng bước 3 là chúng ta dùng cái kháng sinh phổ rộng là coni 12 hai cộng magdoxy cho uống phòng định kỳ hoặc là khi bệnh kết phát chúng ta cũng có thể dùng phác đồ này và bước 4 là chúng ta dùng vaccine thẳng màu dịch Xin nhắc lại là đối với tất cả các bệnh do virus và vi khuẩn Nếu người chữa bệnh đỉnh cao Thì chúng ta lên tiêm cả vaccine thẳng màu dịch Vừa là tiêu diệt, nâng cao suy kháng, vừa vệ sinh à, Chúng ta cứ áp dụng như một biện pháp ở Bắc Giang và Bắc Ninh hiện nay đang bị Covid của người Bệnh rất là nguy hiểm Cho nên là chúng ta vừa vệ sinh, vừa cách ly, vừa truy vết, vừa phanh vùng Vừa phun thức khử trùng, vừa tiêm vaccine Và vừa uống kháng sinh để phòng bệnh kế phát cho nên là chữa những bệnh do virus vi khuẩn kế phát hoặc ghép bệnh như này, thậm chí ghép cả những bệnh do virus vi khuẩn mà lấm thì rất là phức tạp. Cho nên là chúng ta vừa phun thuốc trùng để trị các cái lấm phổi này, vừa cho uống ở dạng mic để trong mic này nó có cái đồng xuất phát hoặc là cái litatin để trị cái lấm phổi này. Và chúng ta dùng vaccine cho gà thì lưu ý là nếu chúng ta thấy đàn gà bị hen mà nhỏ một lần Asota thì chúng ta phải nhỏ ngay một lần nữa NDIB, INT luôn và nếu đã nhỏ hai lần rồi thì chúng ta tiêm luôn một lần vaccine chủng M bởi vì Newcastle là bệnh khá phổ biến và mỗi một lần chúng ta nhỏ vaccine thì nó chỉ miễn dịch được 30 ngày và nếu mà gà nuôi trên 60 ngày thì chúng ta phải tiêm một lần vaccine chủng dầu phòng bốn bệnh luôn phòng IB là viêm quản truyền nhiễm INT là viêm thanh quản nhiễm IC là số bụi truyền nhiễm và FC là bệnh tuyết trùng bước năm là chúng ta dùng cái kháng sinh phổ bộng là 9B hoặc là methoxynthrin hoặc sulfadithine 5 +1, hoặc là cái sulfadoxy hoặc là chúng ta có thể tiêm nhưng mà tiêm cái kháng sinh phải phổ rất là rộng chúng ta tiêm cái tulasin này một mũi tiêm là tác dụng kéo dài là 14 ngày Phan loãng ra rồi thì vẫn tiếp tục sáu ngày cái tinanzen này một mũi tiêm tác dụng 5 ngày chúng ta phan loãng rồi thì vẫn có tác dụng là hai ngày tương tự như thế thì sản phẩm Macdoxy cũng vậy tất cả những sản phẩm thuốc bột của tập đoàn năm 2008 thì chúng tôi đã rất là thành công với sản phẩm Macdoxy này sau đó đến năm 2012 thì chúng tôi cho 10% điện giải vào và chúng tôi thấy rất là tốt trên năm 2013, 14 thì chúng tôi có một cái nhóm sản phẩm Magfarm cứ thuốc tiêm thì chúng tôi bổ sung glucosinamin cứ thuốc bột thì chúng tôi bổ sung là điện giải glucose và mắc thảo dược cho nên là những sản phẩm mắc fan thì khách hàng dùng rất là thích và chất lượng lên hơn hẳn đến năm 2018 này thì chúng tôi tiếp tục là tăng cái điện giải glucose đến 30 và dùng thì khác hẳn bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 này chúng tôi sẽ dán có một sản phẩm là có một cái chữ là sản phẩm sẽ thay đổi và nâng giá vào ngày này và sẽ xuất hàng từ ngày 15 tháng 6 với nhóm hàng mới này ngày hàng từ ngày 15 tháng 6 điện giải glucose sẽ tăng lên 60 Ví dụ doxy si đây là hàm lượng rất là cao là 20%, một cc là cho 4 lít nước là điều trị là được khoảng là 23 đến 28 kg gà cho 1 g. 1 g này có thể là cho 4 lít nước và điều trị cho 23 đến 28 cân gà trên một ngày. Và còn lại 80% là các cá dược thì hiện nay chúng tôi bổ sung tiếp 60% vào cái bác đô si này còn 20% là chúng tôi bổ sung những cá dược đặc biệt khác như là giãn thanh khí quản này rồi là những cái thuốc để giữ lại ruột ở trong ruột lâu này ở trong máu lâu này hay là cái sản phẩm 9B này cũng vậy xuất phát từ cái sản phẩm Methoxin 3 hay Sunfa 3 5 1 rất là tốt vẫn cái thành phần này và chúng tôi cho máy tầng sôi sẽ khô lên ở dạng bột này thì chúng tôi cho rất là nhiều cái chất như là mắc phát thảo dược và trên bao bì ghi rất là rõ mắc pham là sản phẩm cao cấp của tập đoàn Đức Hạnh Bao vét đối với thuốc bột thì bổ sung mắc phát thảo dược đối với thuốc nước thì bổ sung glucosinamin ví dụ như là một cân thuốc này cho lẫn cái gói thuốc glucosamine thường thường thì giảm lên khoảng 100 000 đến 150 000 trên một nọ thuốc so với chúng ta phải dùng hai cái loại thuốc tất cả các sản phẩm tập đoàn thì tôi đều bảo chế như vậy cái sản phẩm thì cũng vậy một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của tập đoàn năm 2009 thì vẫn là 20 trăm và 4 phần trăm nhưng bắt đầu 2012 chúng tôi cho vào đây là 10 cái điện giải glucosamine là chúng tôi thấy rất là tốt sau đó năm 2013 14 thì chúng tôi ra luôn một cái sản phẩm Macfarm và chúng tôi có luôn là cái điện giải hoặc là mặc thảo dược và đến năm 2018 thì chúng tôi cho vào đây là 10% cái mắc có thảo dược và 5% cái glucosamine. Bắt đầu từ 15 tháng 6 năm 2021 này thì chúng tôi cho vào đây 15% cái mắc có thảo dược và 15% cái glucosamine. Các quý vị hình dung là nếu ba cái thứ này mà được tích hợp trong một cái nọ thuốc này thì dùng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên là nhiều khách hàng nói là anh Hạnh ơi những sản phẩm của anh quá là tốt rồi. Tôi nghĩ là không có thể làm thế nào được tốt hơn nữa. Thế nhưng mà cũng giống như cái câu chuyện mà tôi ví dụ với các bạn lâu dài. Cho nên là cái sản phẩm này nếu mà cho ba thứ này vào đây thì chúng ta tiết kiệm được bao bì. Và khách hàng dùng sẽ nhanh hơn nhiều, nhạy hơn nhiều, tiện hơn rất là nhiều vì được tích hợp vào ba trong một. Cái sản phẩm Martinan cũng vậy. Nếu mà trước đây năm 2009 thì chúng tôi chỉ có Martinan không. Đến năm 2020 thì có Glucolamin 10%. Tôi cho những cái tá dược tương tự như vậy. Đến năm 2018 thì tôi tăng vào đây là 20%. Và điều đặc biệt là năm 2012 thì chúng tôi cho glucosamin 10% Đến năm 2018 thì chúng tôi cho là 20% G-Luco-KC Hai cái này khác nhau Một cái là glucosamin 10% Một cái là Gluco -Kc. namin nhiều thành phần hơn 5 thành phần, tám cái tá dược Thế và đến ngày 15 tháng 6 này Chúng tôi cho vào đây là 60% glucosacamin Tới đây là quý vị không phải dùng hai cái này nữa hai cái này cộng vào Nếu như trước đây năm 2018 này Quý vị dùng một cái sản phẩm này nên lại glucosacamin đắt hơn rất là nhiều Nhưng bây giờ chúng ta cho vào thì lưng giá lên nhưng mà tính về giá cuối cùng thì vẫn rẻ hơn rất là nhiều so với lại chúng ta dùng hai loại thuốc pha vào nhau cho nên là bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 này thì tất cả các sản phẩm tập đoàn đều lên giá và chúng tôi đã phối chế để người tiêu dùng được tích hợp được thấy là tiện nghi hơn giảm nhân công giảm về trừ rác thải giảm cả nhân công sản xuất ở tại tập đoàn bởi vì sản xuất 3 sản phẩm bây giờ cho vào trong một và giảm cả nhân công cho cái đại lý bán hàng vì họ không phải làm nhiều túi bóng họ không phải khuyến cáo khách hàng phối trộn quá nhiều loại thuốc và tiện sử dụng hơn cho cả chủ trang trại họ vừa tiết kiệm được chi phí họ vừa được tích hợp những cái hệ tá dược rất là phong phú hay là giống như cái sản phẩm Tucin NA này nổi tiếng một mũi tiêm là tác dụng là 14 ngày pha tiêm cho heo xuyễn hay là viêm đa xoang của heo lúc 3 ngày tuổi pha lẫn mít sắt và tiêm cho chó tốt tiêm cho vịt ngan rất là tốt pha loãng rồi vẫn tác dụng 6 ngày thì đến năm 2016 là chúng tôi cho luôn 20% cái glucolamin vào thế và đến 15 tháng 6 này thì chúng tôi là cho 60% thành phần cacenamin vào đây là 20% glucolamin còn đây là 60% gluco thêm casenamin vào nữa như vậy là nó tốt hơn rất là nhiều giá thành về một lọ thuốc thì quý vị nhìn thấy nó tăng lên một phần nhưng mà bản chất nỗi của nó thì tăng lên rất là nhiều vốt lại cách chữa năm bệnh gọi là hội chứng các bệnh đường hô hấp của gà hay gặp nhất thì có 11 bệnh mà thường thường cái ghép này là bị rất phổ biến ghép ba bệnh hai bệnh năm bệnh là chúng tôi gặp rất là nhiều cho nên là chúng ta nhớ năm bước bước thứ nhất là vệ sinh này vệ sinh này là có tác dụng rất là lâu dài thứ hai là phun thuốc sát trùng này và hiện nay thì nano bạc là một cái thuốc sát trùng rất là tốt và được đánh giá rất là cao ở trong nhân y chúng ta có thể pha ra lẫn nước, nước cho gà uống để vệ sinh nước uống chúng ta có thể xử lý bùn ao chúng ta có thể xử lý môi trường chúng ta có thể diệt khuẩn có thể có thể bôi nhiễm trùng vết thương rất là an toàn cho cả gia súc đang nuôi không bị độc đối với người khác hẳn với lại phong môn và một số cái chất khác và chúng ta dùng cái kháng sinh phổ rộng để phòng bệnh định kỳ dùng cho uống 3 ngày nghỉ 10 ngày dùng 3 ngày nghỉ 10 ngày và dùng vaccine thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải áp dụng cái lịch phòng của con gà trắng khác với con gà lông màu khác với lại gà đẻ và dùng tối thiểu đối với bệnh đường hốp này phải dùng hai lần NDIB tiêm một lần vaccine trùng M và tiêm một lần vaccine phòng 4 bệnh trong đó là có hai bệnh do vi khuẩn là IC và tuổi trùng Hai bệnh này cái chết rất là nhiều Nếu chúng ta không tiêm cái này Thì con gà chúng ta nuôi đến ngày thứ 60 Chúng ta cứ phải cho uống thuốc là hai ngày Sau đó 10 ngày sau hết thuốc nó lại chết giải rác Sau đó chúng ta lại uống thuốc 3 ngày nó khỏi Sau đó là 15 ngày hết thuốc nó lại chết giải rác Sau đó là chúng ta uống hai ngày nó lại khỏi Thì đấy là cái bệnh này gọi là bệnh đuổi trùng hay bệnh toi Chết rất là nhiều Cho nên đây là một cái phác đồ năm bước rất là tổng hợp Và chúng ta có quyền lựa chọn là một trong các loại thuốc như này Sát trùng thì chúng ta chọn nano bạc phòng bệnh định kỳ thì chúng ta dùng coli 12 max si. chúng ta có thể dùng cái này để chữa luôn khi chữa thì chúng ta dùng thẳng vaccine vào ổ dịch dù là bệnh do vi khuẩn hay virus chúng ta dùng luôn vaccine vào ổ dịch để lâu dài và dùng luôn vaccine phổ rộng dùng hai lần ndb dùng một lần vaccine như dùng tiếp một lần vaccine bốn bệnh và thuốc trộn để lựa chọn thuốc nếu mà thuốc bột thì chúng ta dọa sunfa si, phổ rất là rộng hoặc là sunfa thế và thuốc nước thì chúng ta có thể trộn sunfa năm cộng một hoặc là methoxin 3. Thuốc tiêm thì chúng ta có 3 sự lựa chọn. Đối với thuốc bột pha tiêm thì chúng ta chọn cái xếp hay là xếp sáu lưu. Còn đối với thuốc dung dịch thì chúng ta có thể chọn cái tinazen ở cái đậm độ cao nhất hiện nay là 22,8% cộng với lại 11,8%. Một mũi tiêm là tác dụng 5 ngày. Phan loãng ra rồi thì vẫn có thể tác dụng 2 ngày đến 3 ngày. Và có thể chọn một cái thuốc rất là đặc biệt tiêm được cả cho chó, cả cho gà, cả cho nhiễm trùng huyết, cả microgonma, cả số mũi truyền nhiễm, cả tụ huyết trùng, cả tiêm cho heo, viêm vú viêm tử cung cả tiêu chảy cả heo mẹ heo con đồng thời là tiêm cho gà với vịt ngan rất là tốt và tiêm cho chó cũng rất là tốt thì một mũi tiêm là tác dụng kéo dài 14 ngày nếu phan loãng ra rồi thì vẫn tác dụng 6 ngày nên chỉ bắt gà có một lần thôi